Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với tiếp tục với tựa game Đảo Kho Báu này mày. Hôm nay thì hình như là cái sự kiện nạp đúng mốc đã reset lại nữa này nè. Đó anh em, hôm nay nó cũng vẫn tính mốc như hôm qua nè. Đây nạp 10k, 20k, 50k nè. Đó, nó vẫn còn cái mốc hôm qua luôn anh em. Đây, cái này là cái bộ gèn siêu cấp 2000 luôn, trời quá đã luôn anh em. 2000 nó up cái lên biết bao nhiêu là lượt chiến. Rồi ok, ở clip này mình sẽ nghe nói là như là có một số anh em lên khoe cái nhà ngục Impel có tầng 20 cho tới tầng 40 là cái tầng đó là ra nhiều cái vé chiêu mộ lạnh vàng nhất anh em. Đó, nghe nói là đi cái đó là kiếm được mấy chục vé luôn, mỗi lần đi vậy đi full cái là được mấy chục vé, nhưng mà giờ chắc AD nó hit lại rồi quá. Ngoài này có sáng lên là thấy con số anh em lên rồi mách lẻo gửi cho AD rồi úp hình khoe này kia các kiểu. Đó thì từ cái tầng 20 cho tới cái tầng 40 là khá là nhiều cái chiêu màu lạnh vàng nha anh em. Đây đó, mới đi được mới có 3 tầng mà được 5 cái chiêu màu lạnh vàng này nè. Bây giờ chắc AD fit lại quá đó, chán rồi chứ. Đó, qua mấy bữa nay mình cũng không có chia sẻ lên, tại vì nếu mà mình làm clip mình chia sẻ lên sẽ có một số anh em lên chửi mình, tại vì là chia sẻ xong là AD sẽ fit lại liền, cho nên là tranh thủ kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Rồi bây giờ AD đã fit lại rồi nè. Đây còn là chiêu mộ lạnh bạc không à. Sáng mới đi được có 2-3 tầng mà được một đống cái chiêu mộ lệnh vàng luôn. Bây giờ chắc ở đây đã biết lại gọi em ơi. Đó, ok, đây để mình giảm cái tiếng quấn lộn này nhỏ lại xíu để mình nói chuyện cho anh em nha. Đó. Qua này sáng giờ cũng không có gì làm cho anh em. Mình tưởng đâu là hôm nay sẽ ra sự kiện thông tóm mắt quỷ, nhưng mà không, chắc là có thể là ngày mai nè. Thứ 6 hoặc là thứ 7 nó sẽ ra nha. Thứ 6 hoặc thứ 7 nó sẽ ra cái sự kiện thông tóm mắt quỷ rồi. Fit lại ra cái chiêu mộ lệnh bạc không à. Bia nè. Đây. Đó. Chắc là AD đã fit lại thật sự rồi anh em. Đó, sáng số có một số anh em inbox trên Facebook, nói là chắc là AD đã fit lại rồi. Đó, để mình vô mình quýnh lại thử xem sao. Sáng mình mới vô mình quýnh chút xíu, xong là mình lên trên group là mình thấy là có một bạn lên khoe kiếm quá trời nhiều mấy cái chiêu mộ lệnh vàng từ cái tầng 20 đến tầng 40 nè. Rồi bây giờ AD đã thật sự đã fit rồi anh em. Nãy giờ mình chưa có thấy cái chiêu mộ lệnh vàng nào hết. Bình thường đi tới tầng này là phải được thêm khoảng tầm vài cái nữa nè, vài cái chiêu mộ lệnh vàng đó. Để mình xem đã rồi toàn là chiêu mộ lệnh bạc không à. Ừ, cương nè. Như vậy đã fit thiệt sự rồi. Hên sáng là mình quýnh được 3 tầng xong rồi mình bỏ ngang, phải sáng mình quýnh full luôn được anh em. Sáng mình quýnh full luôn, bây giờ là cũng được khá với cái chiêu màu lệnh vàng này. Tiếc quá. Thì có một số anh em đi được lại lên khoe này kia rồi. Mình thì mình cũng không có tiết lộ, tại những các bạn nó kêu mình là đừng có nên thông báo rộng rãi, không thôi là để AD hay AD sẽ fit lại nữa. Và hôm nay thì AD đã hay thiệt rồi, không biết là mấy cái ông đó là ở đâu nữa, chán hết biết. Ui Golden Kid vậy nè, quét sạch 90 cũng khá là mạnh. Thôi lỡ quýnh để mình xem thử đây. Cũng có A, trời A nè, không có cũng có Sanji, để mình quýnh thử xem sao nè. Cái lực chiến là lực chiến ảo nha anh em, lực chiến ảo thôi. Đó, nhiều khi lực chiến như vậy thôi nhưng mà ở trong khá là mạnh, khá là trâu bò. Nhìn những cái lực chiến mình tưởng là cùi lít vô, nhiều khi gặp mấy ông kia đã còn mấy trăm tỷ thôi. Đó, đây quýnh không lại luôn, thấy không anh em. Đó, khá là mạnh. Lực chiến là đòn lực chiến ảo không à. Ôi đừng nói thua luôn nha anh em, cái này chắc thua quá. Sanji bên kia còn khá là nhiều máu nè. Rồi thua luôn rồi. Đó, nó để cái thông tin ảo thôi nè. Dụ mình lít vô quánh á, nãy mình định không quánh này, quánh vô thua luôn rồi. Để mình xem thử rồi. Đó, ui võ tài không quýnh nổi rồi. Rồi ok ra thôi. Hộ tống hội thành thì nó sẽ hộ tống hội thành thì tổn thất 20%, hồi sinh đây tốn 50 ngọc thôi. Đây mất hết một cái chiêu màu lệnh vàng này. Đó thì giờ mình sẽ bây giờ quýnh thì cũng không có ra chiêu màu lệnh vàng hết anh em. Đây Đó, bây giờ dắt AD đã fit lại rồi. Bây giờ mình xuống đây mình quýnh cái mấy cái tặng từ 100 tới tặng 120 đi. Như vậy là đã fit lại thật sự rồi. Rồi ok. Đen quá nè. Đen quá đi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ làm tiếp cái bên cái hình xăm đi nè. Qua này ở trên group, hôm qua này trên group nó cái ồn ào cái vấn đề là nói về cái hình xăm đó nè. Thì cái hình xăm là có thể là đúc được nhiều dòng mà, để đúc được nhiều dòng không vật lý mà. Ở mấy clip trước mình có nói mà, tại vì lúc mà mình có đúc được hai dòng công vật lý cho con cái con tướng giáp này, cái hình xăm của con tướng giáp đó. Vì vậy mà mình nói là có thể là đúc được hai dòng, có thể có một số bạn up hình lên đó, đúc được ba dòng anh em, ba dòng công vật lý luôn chứ bộ. Đó, bây giờ mình sẽ vô và mình sẽ chú linh lại mấy cái hình xăm này xem thử nó có ra được thêm mấy cái dòng công vật lý nào nữa hay không. Đây, tại giờ mình cũng còn dư khá là nhiều mấy cái SP nè, để mình up lên cho mấy con tướng mình thử xem. Đó, bây giờ mình sẽ dung hợp nó vô cái cũng được vài cái. Ấy chết, cái này hình xăm 5 sao không được, 4 sao thôi. Đó, xém xíu nữa thì sẽ tốn thời gian là để mà đúc lại này. Rồi ok, được mới mấy cái hình xăm 5 sao ha, 5 sao max left, để mình vô mình chú linh mấy cái hình xăm lên thử có nó ra được mấy cái dòng công vật lý nào nữa không. Chú linh đây, thủ vật lý là HP tối đa nè, HP tối đa. Thủ vật lý chắc mình bỏ dòng thủ vật lý đi, hoặc là mình sẽ đúc cái dòng HP, chú linh cái dòng HP lên để mình xem ra nó có loại ra được cái công vật lý nào không. Tiên phong kiếm sĩ HP tối đa, tiên phong công vật lý, để mình xem thử. Kiếm sĩ là kiếm sĩ HP, kiếm sĩ thủ phép. Đó, để mình xem thử nó có ra được cái dòng công vật lý nào không nha anh em. Kiếm sĩ HP, kiếm sĩ là tiên phong sát thủ. Đó, thì bây giờ nếu mà không có ngọc thì mình sử dụng cái này cũng được em. Đó, sử dụng cái này cũng được, lát nữa nó cũng lòi ra được cái, biết đâu nó lòi được ra được cái phong vật lý sao nè. Xạ thủ tiên phong HP, sát thủ tiên phong. Nếu mà anh em có ngọc thì có thể sử dụng ngọc để mà đúc dòng nè, kiếm sĩ thủ phép nè. Đó, nếu mà được thì anh em sử dụng cái ngọc để mà đúc dòng ra. Ui, không ra được ta. Như là xạ thủ tiên phong, như là chuẩn bị mát rồi quá, như là 900k, 900k là mát rồi nè. Kiếm sĩ công phép nè. Rồi, ok. Nói chung là giờ lên 900k HP là mát rồi. Bây giờ mình sẽ qua bên cái con Katakugi này, mình sẽ chú linh nó lên thử, mình đúc sát thủ HP. Công vật lý giờ mình sẽ tẩy lại thử ấy. Ui, tự nhiên mất kết nối mấy chuỗi vậy ta. Tình trạng này nó vẫn còn nè, tình trạng mất kết nối này nó vẫn còn nè. Đó, hiện tại bây giờ mình đang có 27.776 bia rồi. Đó, thêm cho trong này, thêm ở trong này khoảng cả 10.000 bia nữa thì phải. Đây, 100 thùng là được khoảng 100 thùng được 5.000 bia, 200 thùng được 10.000, đúng rồi, 10.000 bia nè, còn được khoảng 10.000 bia nè. Đó là hết luôn rồi nè. Đây, mấy hôm nay mình săn cũng được mới ba cái chiêu màu lên vàng nè. Tới đây dừng lại rồi. Tới đây nó bị defeat lại cho nên anh tạm dừng lại rồi. Không có để nào mà săn tiếp được. Đang ngon lành em. Đó, số anh em nông dân cũng biết được cái lỗi này cho nên là cũng vô kiếm mới này, kiếm mới ba cái chiêu màu lên vàng anh em. Đó, tự nhiên bây giờ fit lại thiệt là uổng quá đi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vô mình chú linh thử. Nó ra được cái dòng mà sát thủ công vật lý không. Nói chung là tốn khá là nhiều ngọc anh em, tốn là khá là nhiều ngọc nha, chứ không phải là ít nha. Đó, muốn ra được cái dòng mà sát thủ công vật lý nó cũng hơi bị khó, tại vì nó tới nhiều tướng mà. Đây toàn là xạ thủ không nè. Nói chung là muốn ra được cái dòng nó cũng khá là hiếm hoi nè. Sát thủ kiếm sĩ tiên phong nãy giờ tốn cũng mới ngọc rồi. Sát thủ xạ đây, kiếm sĩ xạ thủ nè. Ui, nãy giờ không ra được cái dòng sát thủ nào luôn. Đoàn là tiên phong xạ thủ mà. Xạ thủ nè, xạ thủ, sát thủ, thủ phép à. Nó có nha anh em, nó có dòng đó nha, nhưng mà nó hơi khó ra thôi nha anh em. Đó, tỷ lệ ra rất là hiếm. Để mà đi vào full mấy cái dòng mà không vật lý hơi bị hiếm anh em. Sát thủ, ôi nãy giờ tốn nhiều ngọc quá. Sát thủ công vật lý đây nè anh em, đó ấy, sát thủ công vật lý đây. Đó, cuối cùng cũng ra được anh em, đó thấy chưa. Ok, nãy giờ là ca tốn khoảng cỡ 1000 ngoài ngọc em, đó tốn 1000 khoảng 1000 ngoài ngọc, đó vô được cái công vật lý nữa nè. Đây, đó nữa mình đúc cái này, lỡ mình gặp cái dòng mà công vật lý mình sẽ lấy luôn. Ok, đó thì anh em khoan hả chú Linh lên nha anh em, khoan hả chú Linh lên nha. Anh em hãy đúc được cái dòng ưng ý rồi anh em hãy chú Linh nha anh em. Đó, ra được thêm 2 dòng công vật lý đây, tốn khoảng 1000 ngoài ngọc đó anh em. Đó thì tất nhiên là anh em sẽ có thể đúc ra được, thì cái dòng công vật lý sẽ tăng lực chiến khá là nhiều anh em, tăng lực chiến khá là cao. Vì vậy mà anh em đúc full dòng công vật lý vô thì nó sẽ lên đam khá là nhiều. Đó, ok, ngon lành củ hành chưa anh em, ngon lành củ hành đó. Đó thì anh em nào mà có điều kiện thì mình rút lấy mấy cái dòng công vật lý nhiều cho mấy con tướng đam chính là ngon lành thôi. Đấy, bây giờ mình sẽ ngừng lại, mình sẽ không có đúc tiếp, mình sẽ để dành ngọc em, để dành ngọc để mà còn chơi vài bữa, chơi sự kiện tích tiêu ngọc này kia chứ. Đó, con gáp của mình nó cũng có 2 dòng công vật lý đây, đây 2 dòng công vật lý nè. Đây con Sanji thì hiện tại giờ đúc mấy cái dòng máu nè, kiếm sĩ thụ vật lý, công vật lý chắc là vài bữa mình sẽ bỏ cái dòng ở trên này, mình lấy công vật lý luôn em. Hiện tại giờ con Sanji của mình nó đang bao nhiêu máu rồi đây, à, gần 30 triệu máu rồi nè, 29 triệu 500 ngàn máu rồi. Hiện tại bây giờ nếu mà muốn đúc lên phải tốn 29.000, nó sẽ lên đỏ nè, đó lên một cái bậc đỏ nè, 29.000 đá nữa, bây giờ hiện tại giờ có 27.000 nè. Đó, ok, ngon lành. Đó thì anh em sau này nếu mà chịu khó thì có ngọc này kia, chịu khó đúc kiếm cái dòng công vật lý để đúc lên em, để cho nó trâu bò, nó quýnh đau xíu. Lên được 450.000 đam cũng khá là ngon, như bộ giảm cho anh em. Đó. Rồi, ok, bây giờ mình vô mình trong cái thiên thư mình xem thử đây. Hiện tại bây giờ mình đang còn thiếu 2.000 cái đá cổ ngọc nữa, có thể up lên bậc 31. Còn bên đây mình đã up lên 20, mình sẽ dừng lại đây, mình sẽ không có up lên nữa nè. Đó, sau này nếu mà có điều kiện mình sẽ up lên cái thiên thư cách mạng luôn. Bên đây nó có cái công phép với cái thủ phép, và cho nên nó cùi bắp quá, cho nên là bây giờ mình up này lên 3 sao, mình sẽ để nguyên và mình sẽ up vào bên tập trung bên cái thiên thư hải tặc anh em. Nó bên thiên thư hải tặc cho nó lên được chiến lên xíu nữa. Luffy không biết chừng nào AD mới fit con cải thiện tướng Luffy con gâu trắng thì Kaido này kia. Kaido nghe nói trong tháng 7 này anh em, nghe nói là trong tháng 7 thì sẽ fit Kaido, còn Inel nè, Chopper nè, Chopper bị fit xuống này. Đó, nói chung là mấy con tướng Akainu này kia nữa, Akainu này kia đồ cũng khá là cùi đây. Akainu đó, Gáp này không biết chừng nào mới xuất hiện trong cái bản đồ bí ẩn màu đỏ nữa. Tại bây giờ là chỉ vòng ở trong đó mấy con tướng mà không thích không anh em. Đây gâu trắng nè, A thì mình đã full rồi, full sao rồi. Mihao hiện tại giờ như mình cũng đã 6 sao rồi vậy. Đó, mình để dành mấy cái bản đồ bí ẩn này, sau này có cái sự kiện nếu mà có fit mở tướng thêm một tướng mới mình sẽ sử dụng anh em. Hiện tại giờ mấy con tướng đó mình chưa sử dụng cho nên là mình cũng không có sử dụng vội nữa, để dành đi. Đó, hiện tại giờ mới chỉ có 6 sao thôi anh em à. Rồi, ok, đó xíu nữa mình sẽ vô mình chơi tiếp cái game bảo bối điện thoại nè. Có số anh em kêu mình là like chơi game mới thì like cho nó anh em rồi vô nói chuyện này kia, rồi nó góp ý này kia, rồi nó sơm hơn. Ok, để cái gì mình suy nghĩ để xem, thấy cái ý nó cũng hay nè, để cái gì mình sẽ like mình chia sẻ nè. Tại giờ thì tạm thời mình sẽ vô mình sẽ nghiên cứu làm clip này kia, nó hơi tốn thời gian xíu nè, cho nên là để gành xíu hoặc là lên like cho anh em hỗ trợ này kia, có vẻ nó nhanh biết hơn anh em, nhanh biết hơn là so với mình tự nghiên cứu ha. Rồi, ok, mình sẽ kết thúc clip đảo kho báu đây thôi. Đó, hẹn gặp lại anh em ở clip tiếp theo về tựa game này nha anh em. Anh em đừng quên cho mình một like, một đăng ký để mình có động lực cho nhiều clip hay hơn cho anh em xem nha anh em. Và đừng quên để lại đóng góp ý kiến của anh em dưới phần bình luận nha, mình sẽ tiếp thu ý kiến của anh em và cho ra những clip hay hơn, chất lượng hơn. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều, tạm biệt anh em, bye bye anh em.